Đổi gió vào khách sạn cùng người yêu, thanh niên gặp ngay cảnh tượng rợn người. Đang hừng hực khí thế vào khách sạn cùng người yêu, chưa kịp làm ăn gì thì nghe thấy tiếng động lạ. Hóa ra trong phòng xuất hiện kẻ thứ ba, phá hoại giây phút lãng mạn. Guốc ha, chui đâu ra trên giường người ta vậy bà nội? Bộ tính lên nằm chung cho vui hay gì đây? Tí nữa thì làm người ta không lên nổi. Nhìn khá giống cạp nông, nhưng thật ra đây là cạp nông pha kè. Nó còn được gọi là rắn khuyết không độc, nhưng cũng đủ khiến ai sợ rắn phải chán ngang. Có thể phòng ốc đã lâu chưa có người kiểm tra, dọn dẹp kỹ nên mới dẫn tới sự cố ngoài ý muốn như trên. Định đi nhà nghỉ xả stress xíu thôi, mà tí thì xả hơi luôn cả đời. Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều anh chị em đã bày tỏ cảm xúc như kéo cái gói ra, giật mình suýt thì quăng cái điện thoại luôn trời. Tôi coi video, tối ám ảnh ngủ không được nữa nè. Sợ online. Đúng thật là nhà nghỉ bất ổn. Có ai nghĩ là sẽ gặp bé Na trong cảnh này đâu cơ chứ. Nếu là bạn, bạn có muốn đổi phòng để tiếp tục đổi gió không? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé.